Xin chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập trong vở bài tập tập lớp 5 bài 161 ôn tập về tính diện tích và thể tích của một số hình. Đối với phần này thì các em cần nhớ công thức tính diện tích và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương như ở trong trang sách giáo khoa ở trang 168 của sách giáo khoa đấy. Đấy. Bạn nào mà chưa xem video sách của giáo khoa thì các em hãy xem nhé. Phần này thì cô cũng có up ở trên kênh rồi. Nhớ công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật thì các em lấy chu vi đáy, các em nhân với chiều cao. Diện tích toàn phần thì bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy. Và đây là thể tích thì bằng chiều dài nhân chiều rộng chiều cao. Hình lập phương thì diện tích, hình lập phương là hình như thế nào? Là hình có 6 mặt là 6 hình vuông bằng nhau. Như vậy muốn tìm diện tích xung quanh tức là diện tích của 4 hình vuông thì các em lấy diện tích của 1 hình vuông các em nhân 4 lên. Diện tích toàn phần thì các em lấy diện tích 1 hình vuông nhân với 6 và thể tích thì lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Bây giờ quay lại bài của ta. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật, chiều dài là 6, chiều rộng 4,5m và chiều cao 3,8. Người ta quét vôi trần nhà và 4 bức tường, tức là diện tích xung quanh và diện tích một mặt đáy thôi, chỉ giống như là cái hình này. Thì người ta chỉ quét vôi xung quanh này và quét vôi cái trần nhà, tức là cái phần đáy ở phía trên này. Còn cái phần phía dưới này người ta không quét. Đấy. Biết rằng diện tích của các cửa bằng 8,6m², tính diện tích cần quét vôi. Như vậy, phần diện tích cần quét vôi thì nó bằng diện tích xung quanh của cái căn phòng này, kem cộng với diện tích của trần nhà, tức là diện tích của một đáy. Sau đó kem lấy tổng của hai cái đấy trừ đi phần diện tích của các cửa sổ thì sẽ ra phần diện tích quét vôi. Chúng ta có diện tích xung quanh căn phòng là diện tích xung quanh thì các em lấy chu vi đáy, các em nhân với chiều cao. Như vậy lấy 6 cộng 4,5 nhân với 2, đây là chu vi đáy này, thì bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân 2 này, nhân tiếp với chiều cao 3,8. Ở đây thì có phép cộng và phép nhân, tuy nhiên là phép cộng nằm trong ngoặc, các em thực hiện trong ngoặc trước. Các em lấy 6 cộng 4,5 thì bằng 10,5. 10,5 thì tiếp theo kem lấy 10,5, kem nhân với 2 thì bằng 21. 21 kem nhân tiếp với 3,8 thì kết quả của ta bằng 79,8 mét vuông. Đây là phần diện tích xung quanh. Tiếp theo kem tìm cho cô diện tích trần nhà. Tìm diện tích của trần nhà thì các em lấy chiều dài nhân với chiều rộng thôi. Nó là diện tích của một đáy, đáy trên đấy. Đấy, như vậy chúng ta lấy 6, các em nhân 4,5. 6 nhân 4,5 bằng 27m². Biết được phần diện tích xung quanh diện tích trần rồi thì các em sẽ đi tìm diện tích cần quét vôi. Phần diện tích cần quét vôi thì các em sẽ lấy diện tích xung quanh, các em cộng với diện tích trần nhà, các em trừ đi diện tích của cửa sổ. Như vậy chúng ta có như sau: 79,8 cộng với 27 trừ đi 8,6, kết quả của ta sẽ bằng 98,2. Mét vuông. Đáp số 98,2 mét vuông. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành được bài tập số 1 rồi các em. Tiếp theo chuyển sang bài tập số 2. Những bạn nào chưa xong bài tập số 1 thì các em dừng lại để các em làm cho xong nhé. Bài tập số 2 như sau. Một cái hộp hình lập phương không có nắp, tức
tức là cái hộp này chỉ có 5 mặt thôi. Bình thường hình lập phương của chúng ta thì sẽ là một hình có 6 mặt là 6 hình vuông bằng nhau. Nhưng mà ở đây nó không có nắp như vậy thì nó có 5 mặt thôi. Tính thể tích của cái hộp đó. Như vậy thể tích của cái hộp thì các em vẫn lấy chiều dài nhân chiều rộng chiều cao. Thể tích tức là cái phần ở phía trong này. Thể tích tức là phần trong của hộp. Đấy, có nắp hay không nắp thì nó không liên quan đến thể tích nhá. Thể tích tức là cái phần không gian ở phía trong hộp. Như vậy thể tích của hình lập phương này thì các em lấy 15 x 15 x 15. Nếu sơn tất cả mặt ngoài của hộp thì cần diện tích bằng bao nhiêu cm vuông? Như vậy thì ở đây mặt ngoài của nó tức là diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần nhưng mà ở đây chỉ có mấy mặt thôi? À, chỉ có 5 mặt thôi bởi vì là nó không có nắp. Như vậy thì có 5 mặt ngoài thôi thì các em sẽ lấy diện tích của một mặt, các em nhân 5 lên. Vậy câu A, ta có thể tích của cái hộp hình lập phương. Phần thể tích tức là phần không gian phía trong của hộp. Có nắp hay không có nắp thì nó không ảnh hưởng đến thể tích nhá. Thể tích của cái hộp đó kem lấy cạnh nhân cạnh. Thể tích hình lập phương, lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Như vậy các em sẽ lấy 15 x 15 nhân tiếp với 15 bằng 3375. 3375 cm khối. Tiếp theo, diện tích chúng ta sẽ đi tìm phần diện tích cần sơn. Này có tất cả 5 mặt. Bình thường hình lập phương thì có 6 mặt. Tuy nhiên vì nó không có nắp nên chỉ có 5 mặt thôi. Và người ta bảo là sơn tất cả mặt ngoài tức là sơn 5 mặt. Như vậy các em tìm diện tích của một mặt rồi các em nhân 5 lên. Diện tích một mặt thì các em lấy cạnh nhân với cạnh. Sau đó các em nhân 5 lên. Như vậy chúng ta có là các em lấy 15 nhân với 15 thì bằng 225. 225 nhân 5 thì bằng 1125 cm vuông. Đáp số ý A 3375 cm khối, ý B 1125 cm vuông. Chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 3. Những bạn nào chưa làm xong thì các em dừng lại một chút để các em làm cho xong. Bài tập số 3 như sau. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể là chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8 và chiều cao 1m. Khi bể không có nước, người ta gánh nước đổ vào bể. Mỗi gánh được 30 lít nước, hỏi phải đổ bao nhiêu gánh thì mới đầy bể. Như vậy, trước tiên các em sẽ tìm cho cô thể tích của bể. Thể tích của bể, sau đấy các em đổi sang lít. Và cứ một gánh thì 30 lít, muốn biết bao nhiêu gánh thì các em lấy thể tích của bể, các em chia cho 30. Như vậy ta có thể tích bể nước là muốn tìm thể tích của bể thì các em lấy chiều dài nhân với chiều rộng nhân với chiều cao, bởi vì đây là hình hộp chữ nhật. 1,5 nhân với 0,8 thì bằng 1,2. Chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao như vậy bằng 1,2 mét khối.
Nhưng mà bởi vì người ta bảo là cứ một gánh thì người ta gánh nước phải đổ vào bể, cứ mỗi gánh là 30 lít. Như vậy thì cái thể tích này các em phải đổi sang lít. Lít thì nó tương đương với deci mét khối các em. Như vậy đến đây các em sẽ đổi. Cô có 1,2 mét khối. Từ mét khối sang deci mét khối các em nhân với 1.000. Như vậy bằng 1.200 deci mét khối. Mà cái deci mét khối này thì tương đương với lít, như vậy chính bằng 1.200 lít. Như vậy cái bể này muốn đầy bể thì phải chứa được 1.200 lít nước. Mà cứ một lần thì chỉ gánh được 30 lít thôi. Như vậy số gánh nước cần để đổ đầy bể là 1.200. Các em sẽ lấy 1.200, các em chia cho 30. Như vậy cần đến 40 gánh. Đáp số 40 gánh. Như vậy trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong các bài tập bài 161 trong vừa bài tập toán lớp 5. Để tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.